Vâng, xin hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách, họ hàng thân hữu đã đến chung vui trong tiệc cưới ngày hôm nay của cô dâu Nguyễn Hường, Thánh Nguyên cùng chú rể Tấn Phong. Vâng, và lời đầu tiên thì cho phép Thánh Nguyên thay mặt chương trình Thánh Nguyên Kết Nối Yêu Thương cũng như là thay mặt hai gia đình xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, trên thế giới thì là có gần 8 tỷ người và anh thương em bởi vì là 7.999.999.999 người còn lại là không thể nào mà thay thế được một người đặc biệt như em, đúng không chị? Sao đơ người ra vậy hả? Cười dạ. Vâng, yêu một người là luôn nghĩ về người đó cuối cùng trước khi đi ngủ và nhớ về người đó đầu tiên khi tỉnh dậy. Duyên là do trời định, phận là do trời tạo, hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Và có đến được hay không á, cũng một phần là do Thánh Nguyên gửi số. Cái này thì chắc đúng hả? Mặc dù cái sự thật thì nó hơi phũ phàng một xíu nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, đúng không ạ? Vâng. Không phải em cho số nên là sao? Dạ. Vâng. Và ngày hôm nay đây thì cô dâu Nguyễn Hường của chúng ta đã nói với chú rể rằng em sợ quá anh ơi, chắc là em phải đi khám bác sĩ thôi. Chẳng hiểu sao cả tuần nay trong đầu em chỉ luôn hiện cái hình bóng của anh và tim đập thình thịch quý vị. Khi nghe thấy giọng nói của anh, chắc là em yêu anh mất rồi. Đấy, là cô dâu nói với chú rể như vậy đó quý vị. Thì chú rể của chúng ta cũng trả lời rằng: em à, mấy ngày qua đó thì anh cũng có khác gì em đâu. Anh cũng bị cầm nắng và bệnh cũng rất là nặng. Và cái liều thuốc duy nhất có thể cứu cánh anh lúc bây giờ là được nhìn thấy ánh mắt nụ cười của em mỗi ngày. Chắc cái này đúng ha. Vâng. Vâng, quý vị thấy không ạ? Đúng là tình yêu như ổ bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon. Dạ. Yeah. Em thấy chị Hường hơi căng thẳng đấy. Yeah. Cả đêm mất ngủ hả chị? Hả? Không? Hả? Chị vẫn nghe anh chưa bao giờ được mặc váy cưới. Thế thì hôm nay là thỏa lòng ước mong rồi. Đúng rồi quý vị, hôm nay thỏa lòng ước mong rồi. Dạ. Cái vấn đề đó thì Thành Nguyên cũng có hỏi chị Hường ở một cái clip trước, cái lúc mà Thành Nguyên phỏng vấn chị Hường ở ngoài cái tiệm áo cưới đó quý vị. Thường là những người mà đã lên xe hoa, cũng phải, chị Hường cũng đâu đã lên xe hoa ha, đúng không? Có đi lấy chồng thôi chứ chưa được mặc váy cưới đấy. Thì hôm nay để thỏa lòng ước mong thì quyết định thôi, lần cuối trong đời, lần cuối hả? Cuối nha, chắc nha. Chắc nha. Lần cuối trong đời mặc lần cho biết quý vị đấy. Dạ. Yeah. Vâng, và ngay sau đây Thánh Nguyên xin hân hạnh kính mời quý vị chúng ta sẽ hướng mắt về sân khấu và chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật là lớn, thật là nồng nhiệt để chứng kiến cái lễ ra mắt của hai họ và lễ thành hôn của hai anh chị Tấn Phong và Nguyễn Hường. Xin phép được bắt đầu. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, trong cuộc đời đó, điều hạnh phúc nhất không phải là được rất là nhiều người yêu mình, mà hạnh phúc nhất chính là được một người yêu bạn khắc cốt ghi tâm và vì bạn mà làm tất cả. Đấy, đó mới là cái đáng trân quý quý vị. Hạnh phúc trong tình yêu không phải là điều gì to lớn. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là cùng nhau làm những cái điều nhỏ nhặt nhất mỗi ngày. Hạnh phúc của anh chính là vì em mà cố gắng, vì em mà thay đổi. Em chính là động lực tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Đúng không ạ anh Phong? Đúng ạ. Đúng ha. Dạ. Vâng, chúng ta còn cần gì nữa mà không dành tặng cho đôi uyên ương đẹp nhất trong cái ngày lễ cưới ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật là lớn để chúc mừng cho hai anh chị đi ạ. Vâng, cảm ơn những tràng pháo tay rất là rơi rạc và lác đác của tất cả quý vị đã dành tặng cho hai chị ngày hôm nay. Chà, pháo tay thì không mất tiền mua, làm sao nó vỗ cho nó lên lớn, cho nó hào hứng đi coi quý vị. Dạ. Vâng, và tiếp theo đây Thánh Nguyên kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để chứng kiến cái giây phút trọng đại nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời của đôi nương ngày hôm nay. Đó chính là giây phút hai anh chị trao cho nhau lễ vật cầu hôn. Dạ, hôm nay thì anh Phong đã chuẩn bị sẵn những cái món đồ này rồi. Có chuẩn bị sẵn hết. Dạ.
Hôm nay thì có những món gì anh Phong giới thiệu cho Thành Nguyên nghe nào? Trước tiên là đôi bông, đôi bông tai. Đôi bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng và thêm lắc nữa. À, có thấy không anh? Thấy. Thấy ha. Thấy được là tốt rồi, mắt anh chứng tỏ cũng đang tốt đấy. Cũng, rồi, cũng có độ rồi đấy chứ. Có nhiều cái tối thế còn thấy, sáng này thấy sao được không? Bên kia, đúng rồi. Cô dâu hôm nay đẹp quá. Nơi make up này quá xuất sắc. Sáng nay Thành Nguyên quay chị Hường nữa, chưa có tô son đánh phấn vào, thành ra là nó cũng hơi nhợt nhạt ha. Nhưng mà... Đấy, chưa có tô son. Sao sao? Rung anh? Rung à? Rung. Rung hả? Ai lần làm đầu gì tiên đâu rung đấy? Rồi. Rồi, vô rồi. Rồi chị Hường quay lưng qua anh. Đúng rồi. Đấy, người phụ nữ hạnh phúc nhất trong ngày cưới ngày hôm nay là được người chồng của mình trao cho người vợ một cái này là một đống luôn đấy, quý vị ạ. Vâng, kính thưa quý vị, trăng dưới nước là trăng ngủ trên trời. Người đứng trước mặt là người ngủ ở trong tim. Anh thương em không thể nói bằng lời, chỉ có thể trông cậy vào chiếc nhẫn kia. Làm vợ anh, nhé em. Đồng ý không chị? Không đồng ý thì bây giờ cũng xong rồi. Đúng không? Vâng, chắc giờ này thì cô dâu cũng đang thì thầm á. Ngày nay, đất nước Thái Bình, đổi ơn ba má, đẻ mình cú te. Còn lúc này thì chắc chú rể cũng đang thì thầm trong bụng. Để xem nào. Đấy, chú rể cũng đang thì thầm trong bụng. Tóc em dài, anh cài hoa bí. Miệng em cười như ngựa hí đường xa. Đúng không? Đúng rồi. À đúng luôn. Hôm nay sao mà cái cà vạt của anh Phong nó hơi ấy ha. À thôi, đừng gọi anh. Anh kéo lên xíu đi. Đúng này. À đúng rồi đó. Ừ. Dạ. Vâng, chúng ta vừa chứng kiến cái giây phút chú rể Tấn Phong và cô dâu Nguyễn Hường trao nhẫn cưới cho nhau, một nghi thức không thể thiếu trong cái ngày trọng đại hôm nay quý vị. Và quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật là lớn cho cặp đôi ngày hôm nay đi ạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, và bây giờ là một cái nghi thức rất là quan trọng, không thể thiếu trong cái ngày lễ thành hôn hôm nay. Đó chính là nghi lễ rót rượu giao bôi ha. Bây giờ thì Thành Nguyên mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ đi qua bên này. Rồi bây giờ thì anh biết phải làm sao rồi đó. Này. Bọc tem. Tem dạ. Chà. Thành Nguyên cũng ít khi được bọc tem lắm cho nên nhiều khi cũng hơi bối rối quý vị. Anh biết chưa? biết chỗ nào chưa? Chà. Chẳng nhỉ. Cái này chắc chị Hường có cho anh học hỏi không chị Hường? Sao bắt tay khó quá. Đây. Rồi bây giờ hai anh chị nắm tay nhau đi ạ. Rồi. Vâng, bây giờ thì Thành Nguyên mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng nâng ly lên ạ.
Rồi cái hoa chắc để xuống rồi. Cứ để đỡ đây đi. Rồi. Cầm tay này đi. Rồi chị cầm tay phải, anh cầm tay phải. Rồi bây giờ mình quàng tay nhau, đúng rồi đó. Nho ngâm lâu sẽ thành men rượu. Hết ly này, chân giường chắc chắn sẽ gãy làm ba. Yo. Ngon không anh? Ngon không? Ngon. Ngon. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, nghi thức rót rượu giao bôi cũng đã xong. Bây giờ là cũng một cái nghi thức cũng rất là quan trọng nữa, đó chính là cắt bánh phu thê. Ha. Dạ, bây giờ Thành Nguyên sẽ mời anh chị qua bên này. Dạ, đây là cái dao đây. Hai anh chị sẽ cùng nắm tay nhau và chúng ta sẽ cùng cắt cái chiếc bánh hạnh phúc này ha. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, nghi thức cắt bánh hạnh phúc đã nói lên rằng ngày hôm nay đây, chú rể Tấn Phong và cô dâu Nguyễn Hường đã chính thức nên duyên vợ chồng. Và kể từ ngày hôm nay, họ sẽ nắm chặt tay nhau để cùng nhau xây dựng một hạnh phúc mới. Rồi, một tràng pháo tay thật là lớn cho hai anh chị đi quý vị. Quá đẹp. Vâng, và bây giờ là nghi thức quan trọng nhất không thể thiếu trong ngày hôm nay quý vị. Đó chính là cái màn mà Thành Nguyên không biết phải nói sao. Đám nào Thành Nguyên cũng phải yêu cầu quý vị. Đó là màn trao nụ hôn đầu đời. Bây giờ này, em sẽ hỏi khác cái đám kia chút xíu đi. Bây giờ anh muốn, anh và chị muốn thực hiện ngay đây hay là tối về mình làm sao? Thôi giờ mình thực hiện ngay đây luôn đi, cho nó có một cái tình cảm nồng nhiệt nhất. Mình luôn cho nó nóng đúng không? Cho nó nóng dạ, đi dạ. Mình luôn cho nó thật sự đi. Dạ dạ. Rồi bây giờ thì Thành Nguyên mời cô dâu lùi lại một bước đi ạ. Rồi hoa thì đưa Thành Nguyên để đỡ đây đi. Nè. Hai tay của cô dâu để lên vai của chú rể đi ạ. Hai tay của chú rể để vào eo của cô dâu đi ạ. Rồi sát sát vào, sát sát vào. Rồi. Rồi bây giờ thì hai anh chị bây giờ là bốn mắt nhắm lim dim lại nha. Nếu cần thiết thì mình mở hé hé xíu cũng được, không sao. Dạ. Rồi lúc nào nghe Thành Nguyên đếm nha. Đếm 3, 2, 1 ha. Rồi là mình chơi ha. Rồi. Mà khi mình chơi á, mình đớt lớn giùm em cái nha. Cho cái tiếng, cái volume nó bự bự cho em cái coi. Rồi. 3, 2, 1. Ôi giời ơi. Đấy. Nó phải vậy đấy. Dạ. Chị Hường thấy sao? Lúc nãy hôn đâu đấy? Hôn môi đúng không? Hay là hôn má nhỉ? Thôi bây giờ để Thành Nguyên chứng kiến đi. Bây giờ Thành Nguyên chứng kiến như lúc nãy quay mặt đi rồi bây giờ làm lại đi coi. Rồi 1, 2, 3. Úi giời ơi, úi giời ơi. Mỗi lần như vậy được cái toát mồ hôi quý vị. Chà. Rồi, một tràng pháo tay đi quý vị. Một tràng pháo tay thật là lớn cho hai anh chị đi ạ. Vâng, bây giờ cho Thành Nguyên hỏi coi. Cảm giác sau khi thực hiện điều đó là sao? Bây giờ chị Hường chia sẻ trước đi. Hả? Cái cứ ngại ngại. Ngại ngại. Ôi trời ơi. Thành Nguyên nói thật nha. Đa phần các anh các chị lên đây mà hôn thế này đó. Em thấy 10 người đó, hết 9 người là nói cái câu đó rồi. Nhưng mà em biết trong 9 người đó đã nghiện còn ngặt. Đúng không? Còn anh Phong sao? Biết nói làm sao mình tức nữa mà nó nao nao nôn nôn sao vậy đó hả? Nó làm như có một luồng điện gì nó gần 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 nó chạy trong người mình vậy đó. Vậy đó hả? Làm như điện âm điện dương á mà. Vậy đó hả? Chà. Cái này các anh chị nào mà chưa có tìm được á, mau mau tìm nhanh để mà biết cái cảm giác này đi mọi người. Dạ. Đấy mà em thấy anh Phong hôn tới hai lần hôn phát nào ra phát đó. Thành ra là son nó dính tùm lum trên môi anh. Thế luôn, có luôn. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, món quà duy nhất anh có thể dành tặng cho em chính là anh. Và món quà ấy bây giờ và mãi mãi vẫn luôn bên cạnh em, yêu thương em, dù đi đâu cũng luôn hướng về em. Vâng, và để thay lời muốn nói và để đỡ lời cho chú rể và cô dâu và thay mặt cho chương trình thì Thành Nguyên cũng có một cái món quà nho nhỏ thay mặt cho chương trình Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương gửi tới cho hai anh chị. Chúc cho hai anh chị thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Cảm ơn. Rồi chết cha để đâu rồi? Đây. Yeah. Đây là cái món quà mà Thành Nguyên gửi tặng đến cho hai anh chị. Chúc cho hai anh chị trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê ha. Anh chị cảm ơn.
cảm ơn thầy nhiều. Còn này con cũng gửi chúc là tình nguyên. Hôm nay là có đi có lại vậy đó hả? Mãi mãi, sức khỏe dồi dào và kinh để tiếp kết nối cho những cặp mà là thiếu may mắn này kia rồi được tạo được hạnh phúc đó, trăm năm gì là chúc mừng. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, vâng, kính thưa quý vị thân mến, trước khi mà Thành Nguyên tạm dừng cái buổi lễ thành hôn này tại đây thì chắc là anh Phong hoặc là chị Hường, chắc là anh Phong trước đi, mình ưu tiên đàn ông mạnh dạn hơn. Anh Phong có điều gì đó muốn gửi gắm tới cho tất cả quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên, một vài điều trong thời gian vừa qua mà mọi người đã xem chương trình của Thành Nguyên cũng như là có những cái lời động viên cho mình trong đó. Anh Phong nói vài điều ha. Thì thơ Phong cũng gửi đến quý bà con cô bác trên cộng đồng mạng và anh chị em đang coi như là quãng đời mà còn lại mà thiếu, coi như mình thiếu sót cái tình cảm, coi như mình thiếu nỗi buồn, mình không được cái niềm vui mà đến đến nhà chương trình của Thành Nguyên để kết nối cái quãng đời còn lại cho có hạnh phúc về hưởng trăm tuổi già. Thì mong rằng cô bác và anh chị em đều tất cả đến đây đều là người thật việc thật hết, chúng ta hãy thật sự với lòng là tốt nhất. Rồi coi như là để cho kinh Thành Nguyên làm một ngày đó một phát triển lên. Còn sau đó thì mình cũng gửi lời để chúc gia đình Thành Nguyên là hạnh phúc trăm năm. Chúc cả dồi dào. Rồi bây giờ cô dâu quay qua đây đây các con. Chị nói vài điều ha. Trước tiên chị cũng có lời xin chân thành cảm ơn em nhờ có Thành Nguyên anh với chị tới với nhau được. Những người đang còn thiếu một nửa thì nhanh chân đi đến chỗ Thành Nguyên để cho hạnh phúc đúng không? Ông Mai Thành Nguyên mát tay để ghép đôi cho các anh các chị trên mọi miền đất nước được có đôi có cặp hạnh phúc như anh chị hôm nay. Theo như anh Phong và chị Hường thì Thành Nguyên có thật sự mát tay không? Theo như quá Phong thì Phong cảm thấy nó quá hồn nhiên và nó quá lành mạnh và nó quá mạnh mẽ. Đây, coi như là tốt nhưng mà thấy cái đó là thay lòng mình cảm thấy là nó quá phấn khởi và nó vui sướng lắm. Này thì bây giờ anh chị mình bắt tay Thành Nguyên cái coi. Đó. Bắt tay coi. Xem có mát không? Mát. Thật sự mong ra là mọi người trên cộng đồng mạng hãy nhìn nhận đó là thực sự điều thật sự nhất. Không, thực sự ra thì cũng không phải là mát lắm đâu. Cái quan trọng đó chính là cái tình cảm mà của hai anh chị dành cho nhau. Cái gì đến từ tâm, đến từ cái gì thật lòng nhất thì mình sẽ nhận được lại những điều tương tự. Đúng không ạ? Còn như trong hôn nhân, trong tình yêu mà mình có tính toán, mình có vụ lợi thì quý vị biết rồi, cái gì đến nó cũng sẽ đến, không chóng thì chạy, không sớm thì muộn đấy. Còn khi mà cái tình yêu mà đích thực mà đến với nhau đâu vị thì ngay từ đầu mà mình đã chấp nhận rồi thì khó thì mình có bàn tay đúng không ạ, mình sẽ từ đó mà mình làm nên thôi, chứ mình đừng có nghĩ cái gì nhiều quý vị, đừng có nghĩ bất kỳ một cái điều gì nhiều. Cứ thiếu tình cảm thì mình cứ đi tìm tình cảm thôi. Còn nếu như mà ai đó mà thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu vật chất thì mình hãy dùng bàn tay của mình, trí óc của mình đi làm, mình kiếm tiền, chứ không phải lên chương trình của Thành Nguyên để mình tìm cái điều đó. Anh Hát, đúng rồi. Lên đây mình tìm cái tình cảm thôi. Đó. Và như ngày hôm nay thì hai anh chị cũng đã chọn ngày lành tháng tốt và cũng đã về chung một nhà, thì quý vị cũng đã thấy. Thì cái nghi thức trao nụ hôn vừa rồi cũng đã khép lại cái chương trình buổi lễ thành hôn đầy hạnh phúc của cô dâu Nguyễn Hường và chú rể Tấn Phong ngày hôm nay. Thay mặt cho gia đình, Thành Nguyên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị khán giả đã theo dõi kênh của Thành Nguyên trong suốt những cái hành trình kết nối vừa qua, và chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Và cũng xin thay mặt cho chương trình Thành Nguyên kết nối yêu thương chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Cảm ơn Thành Nguyên nhiều. Cảm ơn. Cuối cùng xin cảm ơn cô chú anh chị em trên cộng đồng mạng
đang xem trên kênh của em Thành Nguyên. Một lời chúc cuối tuần coi như là ngày tốt lành. Rung quá hay gì? Vẫn đang rung à? Nhưng mà cho em hỏi này, nhỏ lại này. Bây giờ rung hơn hay là lúc tối rung hơn? Bây giờ rung hơn quý vị. Rồi, ok quý vị, Thành Nguyên dựng chơi cho vui thôi. Dạ. Rồi, cuộc vui nào thì cũng có lúc kết thúc. Rồi thì bây giờ Thành Nguyên cũng phải nói lời chào tạm biệt quý vị. Kính chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, bình an và thành công nha quý vị nhé. Tạm biệt quý vị.